Hello các bạn, hôm nay mình lại trở lại với chuyên mục review chuyện nha các bạn. Thì bộ chuyện hôm nay mình mang đến cho các bạn đó chính là bộ chuyện Dược Sư Từ Sự. Ở đây bộ chuyện này rất là tình cờ. Hôm bữa là mình đọc truyện Conan tập 99 đó. Cuối chuyện thì ông bác tác giả Ogama, ông có nói về một cái thám tử Miêu Miêu. Ông miêu tả rất là nhiều, cái mình lên mạng mình search, cái mình tìm thám tử Miêu Miêu tìm hoài không gặp. Cái tình cờ hôm bữa bên Kim Đồng Winbook á lại đăng về cái bộ này, và đó chính là cái bộ mình tìm ha, đó là thám tử Miêu Miêu, và tên của cái bộ truyện này là Dược Sư Tự Sự, thì được chuyển khởi từ tiểu thuyết các bạn. Thì trên tay mình đây là tập 1 tiểu thuyết cuốn bự, đây là tiểu thuyết Dược Sư Tự Sự, còn hai cuốn đây là được chuyển khởi ha thành truyện tranh manga ha. Thì đây là bộ combo này, bộ combo này, đây là bộ combo gồm có một tiểu thuyết, hai cuốn manga tập 1, tập 2, và được tặng kèm ha, tặng kèm ở đây. Ở đây tặng kèm quà, tặng kèm đi theo mua combo mới được quà tặng kèm đi theo, còn mua từng loại thì nó có quà riêng đó các bạn. Ở đây mình sẽ được là hai huy hiệu cài áo. Đây mình sẽ được hai huy hiệu cài áo. Nó giống như ở bên Thanh Gươm Diệt Quỷ các bạn, hai huy hiệu cài áo ha, rất là đẹp đây. Hai nhân vật ha, hai nhân vật của mình. Ở đây bên tay phải của mình đó chính là dược sư Miu Miu, còn bên tay trái đó chính là nhân vật chính thứ hai trong câu chuyện này ha. Chút mình sẽ nói về nhân vật này. Đây rất chắc chắn các bạn, nghe đã các bạn, nhưng mà dễ bị chày lắm, nên tránh xa tình tầm tay trẻ em nha các bạn. Tại đây nó có kim gài rất là bén. Rồi. Đây đây là quà tặng kèm đối với combo. Mua combo mình mới có nha các bạn, còn mình mua lẻ bên ngoài thì sẽ không có. Thì combo còn đây, đây là chính của mình. Đây đây là cuốn tập 1 tiểu thuyết Dược Sư Từ Sự, thì trong đây mình sẽ được tặng một cái quà tặng kèm, nó gồm một cái bút mát Dược Sư Từ Sự. Đây cái bút mát, đây nhân vật chính của mình ha, đây cái bút mát là bằng giấy nha các bạn, Dược Sư Kiêu Lượng, và một cái miếng mica đó rất là đẹp nha các bạn, đẹp lắm các bạn, rất là đẹp. Này bằng mica nó cũng mỏng vừa thôi, mica này dạng standard mà Kim Đồng làm cho các bộ truyện khác như là Gia Đình Điệp Viên hay là Đạo Làm Trọng Đảm nha các bạn. Này nha, đây là quà tặng của cuốn tiểu thuyết, đây là cuốn tiểu thuyết của mình. Đây là mặt trước, đây mặt trước, đây đây mặt bên, đây là mặt sau. Đây mặt sau, đây mình đọc cái trích dẫn mặt sau cho các bạn. Đây là một vương quốc lớn nằm ngay trung tâm đại lục. Cô gái ấy ở nơi cời cận với bậc quân vương. Miu Miu từng là một nữ dược sư ở khu phố Hoa, còn nay đang phải hầu hạ trong chốn hậu cung. Là một cô gái khó có thể gọi là xinh đẹp, Miu Miu chỉ làm những việc phù hợp với khả năng trong lúc chờ kỳ hạn kết thúc trong yên ổn. Cô tự tin rằng dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng không bị hoàng đế để mắt tới. Trong bài giảng đó, Miu Miu biết được chuyện tất cả các đứa con của hoàng đế đều yểu mệnh. Nghe chuyện hai hài nhi còn sống sót đang lâm bệnh nạn, Miu Miu bèn bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân. Phiên bản tiếng Việt rất được mong đợi của tác phẩm trinh thám cổ trang đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Giữa bối cảnh phương Đông thời phong kiến, cô gái làm nhiệm vụ thử độc liên tiếp phá giải những vụ án hóc búa xảy ra chốn cung đình. Đây, lứa tuổi 18 cộng nha các bạn, 18 cộng là 18 cộng các bạn. Đây mình coi, để mình coi nó in bao nhiêu nha. Đây in 5.000, in 5.000 bản các bạn, in 5.000 bản, đây 5.000 bản. Rồi đây nó cũng có hai hai bìa nha các bạn. Đó, đây là bìa trong nè. Đó, bìa trong, còn đây là bìa ngoài, bìa lót ngoài hai bìa nha các bạn. Hai bìa. Dạ. À, mình gặp đó, mình gắn vào. Cái này tiểu thuyết thì đọc xuôi nha các bạn. Đọc từ trước ra sau. Rồi, mình bỏ qua cái tiểu thuyết này. Tiếp theo là mình sẽ đến với hai cái cuốn manga tập 1 và tập 2. Tập 1, tập 2 thì đọc ngược với các bạn, đọc ngược nó giống như đây, nó có obi nha các bạn. Đây cái obi. Obi gỡ ra các bạn. Rất là đẹp, chuyện rất là đẹp các bạn. Đây, đẹp mê hồn lắm các bạn. Đây, đây là mặt sau. Đây nhân vật hồi nãy trong cái cài áo các bạn. Đây, rất là đẹp các bạn. Đó, đây là tập chưa mặt trước, đây là mặt sau, còn đây là mặt bên.
Thì đối với từng tập này nó sẽ tặng cho mình một standard bằng giấy. Đây, standard bằng giấy, cái này mình có thể gập xuống được các bạn. Để mình bẻ xuống, gập xuống. Đó, gập xuống đây, standard bằng giấy. Đẹp không các bạn? Đó, tên này tên dây tên anh bằng giấy tập 1. Tên anh bằng giấy tập 1. Thì bên đây tương tự thì mình sẽ có tên tên anh bằng giấy tập 2. Đây. Hai cái tên anh. Hai cái tên anh này các bạn. Đây, hai cái tên anh. Đó, hai tên anh. Rất là đẹp các bạn. Ở đây tập 1, đây tập 2. Tương tự như tập 2 mình cũng có cái OB ngoài đây nè. Các bạn, đây cái OB nè, cái này OB nè. Đó, trang trong là trang màu rất là đẹp các bạn. Đó, đẹp màu sắc sặc sỡ. Các bạn. Bên đây thì tập 1 nó cũng có cái trang màu nè các bạn. Đẹp, đẹp lắm. Giấy cũng mềm đó các bạn. Giấy này cũng là rất là xịn sò đấy các bạn. Giấy cũng xịn sò lắm, chứ không phải như là giấy của các tập truyện thường nha các bạn. Giấy cũng rất là xịn sò. Đây. Đây sau mỗi cuốn nó có một cái phần nhỏ. Đây. Miu Miu là một cô gái làm việc cho việc hầu hạ trong cung đình thời phong kiến. Câu chuyện chúng ta bắt đầu với việc cô gái từng hành nghề dược sư phố hoa này, nghe thấy người ta đồn thổi rằng tất cả những đứa con của hoàng đế đều đoản mệnh. Bị hút đẩy bởi niềm khát khao tri thức và tính hiếu kỳ cố hữu, Miu Miu bắt tay vào tìm hiểu nguyên nhân, xem đó như một cách giải khuây không hơn không kém. Vận mệnh nào đang chờ đợi Miu Miu ở phía trước đây? Đây. Đây là cái khúc vào đầu của tập 1 các bạn. Còn đây là tập 2. Miu Miu trước đây vốn là một dược sư, sau khi bị Hoạn Vang Nhâm Hỷ phát hiện ra tài năng, cô đã trở thành thị nữ của vị phi tần có tên là Ngọc Diệp. Cô nhận một mệnh lệnh trực tiếp từ hoàng đế, nhưng công việc mà cô được ủy thác ấy rốt cuộc là gì? Thế rồi lần đầu tiên trong thân phận thị nữ, Miu Miu đón một buổi yến tiệc ngoài trời. Trong tập thứ hai này, Miu Miu cũng hoạt động vô cùng tích cực, bị thôi hút bởi niềm khát khao tri thức và tính hiếu kỳ cố hữu. Cô bất ngờ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đây, đây trên bìa này là các bạn là ba tập luôn nè. Đây là tiểu thuyết nè, tập 1 và đây là tập 2. Đẹp lắm bạn. Nhìn 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 cách trang trí rất là đẹp. Đẹp mê hồn nha. Rồi, đây là mình review sơ về cái cuốn Dược sư thực sự. Thì nó sẽ còn ra những cái tập phía sau các bạn. Thì các bạn hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ để Kim Đồng có nhiều sáng tạo hơn, đem đến cho mình những cái cuốn truyện, cái cuốn sách ra hay hơn. Các bạn nhớ muốn mà mình ra nhiều video hơn thì các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ cho mình nha. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.